Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Và hiện tại thì rồng mi của mình á vẫn chưa có lớn thêm được á. Thành thử ra mình đã đầu tư hẳn một cái trang trại bò. Tại vì gần nhà mình có khá là nhiều bò nên mình bắt về mình nuôi, nhân giống các thứ lên để chúng ta có được số lượng thịt bò ca cá á. Và với số lượng thịt bò này thì mình sẽ dồn hết vào để nuôi rồng mi cho mau lớn. Đây, mi ơi mi, chuẩn bị lớn nha cưng. 16 phần ăn rồi, mình sẽ cho làm nhiều nhiều một xíu. 24 phần ăn, mình không biết là 24 có đủ chưa nữa. Thì trước mắt cho rồng mi ăn trước đi ha. Vậy là mình phải thịt thêm bò để lấy thêm thịt rồi. Khổ ghê á, nuôi mi hơi tốn kém một xíu. Và mình phát hiện gần đây còn một cái con gọng gai nữa, nó đang phun lửa cái gì ấy. Mà hên là nó không phun qua hướng nhà mình á. Cái nhà mình có chút xíu mà nó phun phát chắc cháy trụi luôn á. Rồi, mì ăn rồi mau lớn nha. Ăn hết luôn. Rồi, mì của chúng ta ngày càng lớn rồi kìa. Cấp 30 rồi, 33 luôn. Dạ mình đã có thể cửa được mì rồi. Đã nha, đây rồi. Khoảnh khắc mình và mi chinh phục bầu trời đã tới rồi. Tuyệt vời quá. Ở đây có con gọng gai, chắc mình sẽ sử dụng sức mạnh của mi để tiêu diệt nó luôn quá. Chứ để một hồi nó phát hiện ra nhà mình, nó phun qua phun lửa nhà mình á là mệt nữa. Mình sẽ test sức mạnh của rồng mi luôn. Tấn công thử. Băng hộp, băng hộp, băng hộp. Nhắm lại nè. Đấy, bay đi chỗ khác đi. Lén phén chỗ này là mi ăn thịt á. Mi hơi bị nóng. Bắn công tiếp. Này nè, láo nháo nè. Lần tiêu diệt được con gọng gai nữa thôi. Kìa, nó đang trả đòn nữa cậu. Trả đòn lại hả? Địa bàn này là của mi canh giữ, không có được lén phén. Ui, mi mạnh thật sự ấy. Mới cấp 33 thôi á nha, khỏe như vậy rồi. Nè, cho ăn thêm nè. Mà quên, hồi nãy mình sung quá, mình làm hết thức ăn cho mi rồi, mình ăn cái gì? Thiệt cái tin. Thôi kệ, không sao. Rồng mình á, mình thì có thể đói nhưng mà rồng mình thì không thể đói. Mình chỉ có mình ăn bánh mì đỡ cũng được. Thanh niên nuôi rồng cho đã gốc cuộc. Đi ăn bánh mì. Trời đất ơi. Đây, mình sẽ làm những ổ bánh mì. À, trong đây mình có công thức làm bánh mì mới hay sao nè. Đúng không? Ồ, vậy thì đã rồi, ăn bánh mì đã luôn. Một lúa mình có thể làm được một ổ bánh mì đặc biệt thơm ngon rồi. Quá tuyệt vời. Thích nha. Quá trời bánh mì luôn á. Như vậy thì rất là tiết kiệm luôn. Vậy là mình ăn bánh mì quanh năm suốt tháng cũng được nữa. Cho nó nấu đi. Rồi, và bánh mì thì bình thường nó sẽ hồi phục không có nhiều thanh thức ăn á, nên mình sẽ nấu bánh mì thêm một lần nữa cho nó thành bánh mì nướng á. Đó, bánh mì nướng thì nó sẽ ăn no lâu hơn á. Đây rồi. Và trong lúc chờ đợi nó nướng bánh mì thì mình sẽ mở cái rương. Đây là cái rương mà hôm qua mình loot được trong chuyến đi khám phá mà mình chưa có kịp mở á. Để hôm nay đứng cạnh mi mở coi nó có hên hơn không nha. Cho mình một cái cung. Cung angle. Mình không biết có mũi tên không ta. Hôm qua mình nhớ là mình cũng lượm nhiều mũi tên lắm ý. Nè, cả đống luôn. Được, bây giờ ngoài bắn phép ra mình còn có thể bắn mũi tên nữa ha. Ui, sai phép nhâm ơi. Trời ơi. Trời, khói mịt mù trong nhà luôn. Rồi, cho nó nấu tiếp bánh mì đi. Đây, nấu bánh mì tiếp đi. Xong hết rồi đúng không? Và rồng mi thì mình có thể bắt đem theo cũng được. Đây, mình sẽ có cái ọp để mình chiên bắt em mi ha. Vì cho tiện. Hợp lý. Bên cạnh đó thì mình sẽ thay cái lớp giáp bên trong cái đã. Mình mới gom được một ít cái bẫy rồng lửa hôm qua nè. Làm hẳn một bộ giáp luôn, mặc cho nó trâu hẳn. Pháp sư luyện rồng là phải có cái giáp rồng. Đây,
nón rồng, áo rồng, ủng rồng. Đã rồi đó, giờ cho còn thiếu vảy một xíu để làm thêm cái quần ha. Không sao, một xíu mình đi khám phá, nếu mà mình gặp thêm con rồng Ngọc Lục Bảo này thì mình sẽ thịt nó để lấy vảy sao ha. Không có gì phải lo hết. Rồi, giờ thì chắc lên đường luôn thôi. Để coi coi hôm nay mình sẽ đi về hướng nào đây ta. Mình đã đi được một lúc về hướng bên này rồi, mà chưa có đi xa lắm, nên hôm nay chắc mình sẽ tranh thủ lúc mà có mi nè, mình sẽ cưỡi mi để đi về hướng bên này để kiểm tra thử ha. Coi coi nó còn nhiều điều đặc biệt gì ở bên này hay không. Tại vì vùng đất này mình thấy nó hơi ghê rợn một xíu, tại vì nước á nó tím rịm mà nhìn khá là ghê luôn á. Đi tiếp coi. Rồi luôn, hình như nó tới vùng núi cao rồi. Ui, căng thiệt sự. Hôm qua còn hơi lười đi khám phá tại vì đi bộ. Bữa nay có mi, cưỡi mi đi rồi. Trời ơi, nó đã đi nó vừa nhanh nè, mà không có tốn thức ăn nữa. Lâu lâu đút cho mi ăn vài miếng thịt là được à. Khá là ok luôn. Rồi, không biết hôm nay chúng ta sẽ tìm được những công trình gì mới đây. Hồi hộp quá. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có cái phép nào mà tấn công nó gọi là mạnh hết trơn á. Mình chỉ mới có một cái phép, gọi là cái phép thôi chưa, từ từ, bây giờ mình không có kiểm tra được. Đây, kiểm tra được. Mình có mới có đúng một phép là trưởng cái tia phép thuật thôi. Cái phép này thì nó rẻ thiệt nhưng mà nó không được mạnh. Ui, có rồng. Có con rồng lửa bên kia. Ai cha. Nó thấy mình chưa vậy? Mi ơi, vô trong đi Mi ơi. Vô trong đi Mi, đừng Mi, đi Mi. Bình tĩnh. Trời ơi, Mi đi ăn thịt gà. Đói thì anh đút cho ăn chứ mất mới gì phải đi săn gà như vậy. Trước mặt mình đang có một cái con rồng. Mà con rồng... rồng này hình như cũng bự bự á. Để không sao, mình cà khịa nó tiếp cũng được. Mình có cái phép này tấn công xa lắm. Ồ. Bắn không tới. Không tới thật. Xa quá. Ui, mày sao chơi ngọng đây. Ô, bắn trúng rồi. Mình sẽ tận dụng lúc mà nó chưa áp sát mình. Mình sẽ chưởng cho nó thật nhiều ha. Bắn nó liên hoàn luôn. Ấy, sao mà đỡ được. Pháp sư luyện rồng nó phải thế. Hay rồi. Con rồng nó đang kêu la rất là đau đớn cơ. Này thì rồng, từ từ, cho tôi xin vài giây để tôi nạp mana lại cái đã. Ây dùi, nó tới rồi. Khốn kiếp. Nó tới rồi. Ây, cắn rồi. Con rồng khốn kiếp. Mình sẽ khô máu với nó luôn. Nó đang phun lửa mình kìa. Một xíu mà mình mất máu nhiều quá là mình phải hồi phục nha. Mình có cái phép hồi phục á, nên cũng không tới nổi đâu. Cố lên, chúng ta có thể làm được. Lấy cung bắn rồng luôn. Ui, phải hồi phục lại thôi. Đó, hồi lần được 2 trái tim lận nha. Cái phép hồi phục của mình mới học hôm qua nó hồi tới 2 trái tim lận á. Rất là tốt luôn. Con rồng đang đau đớn và nó đang tìm cách chạy trốn hay sao kìa. Ai cho ngươi chạy? Ngươi phải chết rồng ơi. Này thì rồng hả? Mình đã đánh bại được rồng trong ngày thứ 3 rồi. Mà chỉ với duy nhất một cái phép Magic Missile thôi. Thấy vậy thôi chứ cũng mạnh lắm á. Được, quánh giá cao cái phép này nha. Phép của tập sự mà cũng cần được rồng ấy chứ. Tính ra mình cũng khỏe phép đấy. Rồi, giờ thì có thêm vảy rồng rồi. Lấy thật là nhiều vảy rồng đỏ nào. Đỏ 30 mấy vảy rồng. Trời ơi, thơm thiệt. Tốt quá à, mới đi thôi mà đã có chiến lợi phẩm tốt rồi. Tại vì càng có nhiều vảy rồng thì mình càng có thể thoải mái chế tạo giáp á. Tại vì giáp rồng rất là trâu luôn. Làm được giáp rồng thì mình có thể
tự tin để đi khám phá hơn á. Đằng kia có rồng ú ì kìa, răng cò, rồng đó là rồng răng cò á. Thôi đi thôi, gửi mì đi tiếp nè. Mì á có ăn thì nói anh, anh đút cho mày ăn. Hồi nãy nhảy xuống tưởng đâu chạy đi cà khịa gồng, ai dè em chạy lên em ăn thịt con gà. Sợ thiệt. Rồi qua đây, qua đây, ở đây có tòa tháp gì nè, nó có cái rương luôn. Wow, wow wow wow. Ui dù, bắt mì lại. Ui cung ma, chơi 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 cung ma, con ma, con ma nè. Rồi đi lên trên tòa tháp coi, coi thử phía trên tòa tháp này. Ý, ở đây có cái tổ rồng răng cò luôn. À thì ra đây là tổ của rồng răng cò. Bảo sao mình lấy trứng rồng có bị rớt vô nha không ta? Rồi lượm được trứng rồng răng cò luôn. Tự nhiên vô tình cái có thêm cái trứng rồng của một loài rồng mới à. Hên nha. Ê sao mình nghe tiếng bơm nổ. Ồ ở dưới nó có bẫy. Ghê thiệt, ghê thiệt. Rồi trên đây thì sẽ cho mình một vài thứ linh ta linh tinh nè. Có xương các thứ đâu thôi. Để mình sẽ test thử coi cái cuộn sách phép này nó sẽ cho mình cái khả năng gì nha. Đâu mình sẽ học, sẽ dùng phép này thử. Ấm balasibo biến. Mình được cái hiệu ứng Bre Servation. Wow, một hiệu ứng mới nữa. Kệ, có hiệu ứng cũng được đi. Mà hên là nó không phải là hiệu ứng bất lợi ha, nên cũng không sao hết. Ở đây có một cặp rồng răng cò luôn. Chắc là mình phải đi tiếp về hướng bên này thôi. Có vẻ hướng bên này khá là may mắn đây. Rồi, đi qua đây, mi. Đi, let's go. Mà nãy giờ mình tấn công quá giật á, thì nó không có rơi ra mấy cái cuốn sách phép mới ha. Mình sẽ cố gắng tìm một cái quyển sách nâng cấp trước rồi đã, để nâng cấp cây gậy của mình lên. Cái gậy của mình hiện tại mới là gậy khởi đầu mà, mình phải nâng lên cái cấp độ cao hơn như là mấy cái gậy tập sự đó thì may ra mới xịn sò con bò được, học mấy phép tốt được. Rồi mi vô đi, mi vô đi. Mình sẽ bắt mi lại cái đó. Mi bay lượn gì không có chụp được luôn á. Ui, zumba gì ghê vậy. Wow, quýnh zumba mà nó rơi ra táo vàng cùng hóa. Nani? Trời ơi, zumba gì xịn vậy. Zumba này được nè. Ồ. Bên đây mình phát hiện có một cái khu vực rương được phong ấn. Cái này mình bước vào là mình sẽ bước vào một trận chiến á. Chơi không ta? Mình nãy rồng mình còn chơi được mà, cái này nhầm nhò gì. Đợi mình múc cái xô nước trước, có gì mình dập lửa. Rồi, vô luôn. Bệnh gì cử. Chiến thôi. Đó, mình đang chiến đấu với mấy pháp sư. Pháp sư này chuyên xài mấy cái phép liên quan tới điện nè. Đừng có chích điện tôi nghe. Đó, mới nó kêu đừng có chích điện mẹ. Dám chích điện mình hả? Mình cũng biết chích điện đó. Kìa, triệu hồi ra con, con quỷ điện. Oh no. Này thì chích điện nè. Chích điện không? Chích điện lộn nè. Vô, nhào vô. Này thì giỡn mạt. Ui, con quỷ lửa điện. Ồ mà quên, con này nó miễn nhiễm với điện rồi. Đó, mình dùng phép khác mình mới giết được nó. Oh my god. Ồ, trận chiến này có vẻ mình khá là khỏe, mình vượt qua rất là dễ dàng luôn. Và chiến lợi phẩm của mình là một ít pha lê phép thuật nè, 2 cuốn sách phép, thêm 4 cuốn sách gì đó, và một cái Tom of the Diligent. Wow, cái này có vẻ là để nâng cấp cái gậy phép mình lên ấy. Được nha, được nha. À, mình có thể trang bị vô kho đồ mình luôn. Đây, mình có thể trang bị vô nè. Cái này thì nó increase the rate at which when gain progression by 50%. Tao là ai? Đâu là đấy? Mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Nó kiểu như là tăng cái tỷ lệ mà tăng cấp của cây gậy mình lên 50% hay sao ấy. Ồ, cũng được. Nói chung là đồ free mà gắn vào được thì mình cứ trang bị vô ha. Ui, con ma tốc độ gì đây? Con ma gì mà chạy nhanh thế?
Sợ thiệt. Ồ, ở đây còn có mấy cái pha lê cái gì? Tinh linh lửa nữa nè. Phải đạp ra để mình lấy đồ thôi. Ồ, một cuốn sách, có một cái phép mới luôn. Cái phép này có vẻ là mình có thể dùng được á, có thể học được chứ nhầm. Học luôn không nhờ? Đi ra chỗ khác đi. Nhảy ra chỗ khác. Học luôn. Giờ mình có một cây gậy thôi mà học phép mới hoài thì cũng không ổn nhờ. Chắc về nhà mình phải làm thêm một cây gậy mới thôi. Để mình học thêm nhiều phép nữa rồi mang theo. Rồi giờ thì trước mắt mình gắn vô để thay thế cho phép phép nào gì nhờ? À, đi, phép chích điện đi. Vô, ta thử luôn. Úi, muốn học chứ vậy? À, mình cuốn sách này mình chưa cuốn này mới đúng. Mình học lộn cuốn, hèn gì thấy sai. Ui dù, đau thế. Học thất bại rồi, lần đầu mình học thất bại rồi. Mình đã bị làm chậm rất là dữ kìa. Lại coi. Wow. Đây là một phép. Mình có thể tạo ra được một cái con nhện nè. Có đệ, phép tạo đệ. Có đệ tử quýnh tiếp. Phép này cũng ok phép đấy. Ui. Được vậy ta. Này. Mình triệu hồi tầm 5 con nhện ra là nó quýnh tiếp mình cũng được kha khá đấy. Hợp lý. Rất là thích hợp đối với những người mà tấn công đơn phương độc mã giống như mình. Yếu thế là mình sẽ triệu hồi đệ tử ra quýnh tiếp mình ha. Hợp lý. Rồi, đi thôi My ơi. Giờ mình sẽ kêu My quay lại đây để mình đi tiếp rồi đó. Uầy. Chuyến khám phá này có vẻ ok đấy. Mới đi mình thấy cũng ok phết đấy. Wow. Mình còn gặp thêm một cái ngôi đền trong rừng nữa nè. Ui. Chuyến này đi là khám phá hơi bị đã luôn. Chỉ tiếc là mình chưa tìm được cái cuốn sách nâng cấp nào thôi. Cái gì đi? Trời. Wow, coi My sung chưa cơ. Đó, sung đi, bị Ripper nổ luôn. Trời ơi, My đi tiêu diệt quá vật. Cái này mình không cần luyện đâu, cái này là My tự xử luôn hả, chứ không cần mình ra lệnh ấy. Sung thật sự. Thôi đi vô cho tôi nhờ. Sung một hồi quái nó quýnh cho ngất xỉu giờ ấy. Ê, cẩn thận, mấy ngôi đền này ưa có bẫy lắm. Để mình triệu hồi đàn em gái đã. Tấn công nó đi em. Nhện tấn công. Đúng rồi. Chiến. Đúng rồi. Đúng, tấn công nó. Trời ơi, nhện yếu quá. Mình quýnh tiếp nhện đi. Nhện yếu siêu à. Ôi, gì nữa. Rồi hiểu luôn. Mình đụng vô cái bông bay lắc. Đụng vô cái bông này mình sẽ bị bay lên trời ha. Ôi, mới nói. Thiệt tình á, không được đụng. Đụng vô là bay đấy. Ừ, có cách. Úi. Rồi, nhện đi mất rồi. Vậy là nhện chỉ tồn tại được một thời gian thôi nha, chứ không có phải tồn tại vĩnh viễn á. Tiếc thế nha, đây có rương nè. Ồ, một cái bùa lửa. Một cuốn sách nâng cấp nữa. Nhưng mà này là nâng cấp từ cấp tập sự lên cấp nâng cao hơn một xíu nè. Vẫn chưa là phải là cái quyển mà mình đang tìm. Có khá là nhiều cuốn sách phép luôn. Cái này mình có thể lượm được một xíu dùng á. Có thuyền nữa. Ok, mượn cái thuyền đi coi. Cái thuyền này dẫn đi đâu đây? Bơi thuyền trong ngôi đền ạ. Ồ, phát hiện ra rương luôn. Ồ, giàu vậy. Quá trời đồ nè. Một cái rương vàng. Cả đống cuốn sách mới. Một cái phép thuật mới. Lại một quyển sách phép mới nữa. Quá trời quá đất. Cuốn sách phép rồi. Lụm không hết luôn á. Một cây cung vô hạn. Nên giữ lụm cây cung này không ta? Thôi lụm luôn. Cung vô hạn mà. Tốt vậy. Rồi giờ thì mình sẽ mở thử cái rương này coi. Cho mình cái gì? Cho mình một cây rìu màu hồng nam tính. Uầy. Được đó nha, cái rìu này chặt khá là nhanh luôn á nha. Được, giữ luôn. Còn quyển sách phép thì sao?
có vẻ là cái kho đồ mình nó hơi đầy đầy rồi đó ngang. Bữa nay là hơi bị giàu đấy. Cho gậy phép vô, học luôn. Mình sẽ thay thế cho phép điều khiển tâm trí đấy nha. 1, 2, 3, 4. Rồi test thử. Coi phép mới này là phép gì đây. Ôi. Ôi. Cái phép chết tiệt. Lần đầu mình dùng thất bại và nó văng hết đồ mình ra luôn. Oh my god thiệt. Hên là xung quanh mình không có nhung nham nha. Nó mà văng xuống nhung nham là mất trắng luôn rồi. Nguy hiểm vậy. Ôi được rồi nè. Cái phép này nó sẽ cho mình một cái sẻn. Ô là trời. Phép này hơi bị đỉnh, tạo ra cái sẻn á. Ừ, cái này còn có rương nữa. Ê, được, được, được nha. Hai cái rương, một cái rương là cấp độ epic luôn. Một cái rương thường. Một cái rương vàng. Hay cha, được vậy. Còn thêm một cái bình gì nữa nè. Cái bình này có vẻ là mình có thể trang bị vô được á. Để mình vứt bớt một cái gì đó đi. Rồi. Ồ, cái bình này mình có thể dùng để chế tạo, để làm một cuốn sách nâng cấp á. Ủa, cuốn sách phép chứ nha. Wow. Đeo vô được không? Cái này không đeo vô được nha. Cái này thì hình như nó có thể loại bỏ được những cái lời nguyền á. À, tức là khi nào mình bị nguyền rủa thì mình có thể uống cái lọ này để loại bỏ cái lời nguyền đó ha. Cũng hay. Rồi, như vậy thì trong ngôi đền này thì mình đã gom được khá là nhiều đồ xịn luôn á. Cũng ok đấy, cũng ok đấy. Không biết phía sau cái chỗ này còn cái gì không nhờ. Kiểm tra thử. Ok, sau đó không còn gì hết. Chắc giờ mình đi lên thôi. Tranh thủ làm lẹ cái ba lô nè. Rồi, ok, có ba lô rồi. Đi thôi. Ở đây có em vẹt đẹp rồi. Cái lô vẹt này nhìn đẹp thật sự ấy. Lần đầu mình gặp lô vẹt nè, có màu này luôn. Ui. Đã nha, giờ mình sẽ ưu tiên cất mấy cái thứ mà mình không cần dùng tới nè. Cuốn sách nâng cấp này mình cũng chưa dùng được. Khoáng sản mình cũng sẽ cất vô đây luôn. Xương sóc cất vô. Rồi. Sách phép mấy cuốn này mình chưa học được. Cũng cất vô nết, trời đất ơi. Toàn là mấy đồ xài không được không mà. Rồi, và còn mấy cái rương này thì về nhà mình mở nha. Là hợp lý nhất. Rồi, giờ thì kêu My ra và đi tiếp thôi. Đi thôi My ơi. Trời mưa rồi, su cà na luôn. Mới bắt đầu chuyến đi thôi mà mắc mưa rồi. Ở đây nào My. Tình luôn á. My rất là tinh nghịch nha. Chả hiểu sao hôm qua thấy cực kỳ ngoan mà hôm nay cực kỳ lì luôn. Nãy giờ mới lần nào mình kêu ra cũng lạng tới lạng lui hết á. Wow. Bên cánh rừng này có vẻ có khá là nhiều loài ha. Từ rồng cho đến những cái loài sinh vật mà sống ở bên cánh rừng ấy. Quá trời cù ở đây nữa nè. Mà hên cho mấy con cù là bữa nay mình đã có chỗ để farm thịt bò rồi đó. Không là mình lượn xuống dưới mình thịt hết nguyên đàn cù đó chắc cú luôn. Ui ui ui. Ê, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mình gặp được một cái chỗ trứng rồng mới. Và một ngôi làng kế bên luôn. My bay đâu vậy? Đừng có bay lung tung nữa. Lúc nào mình cũng phải trông My như vậy thì hơi mệt nha. Ngoan ngoan xíu cho mình nhờ nào. Đây là loài rồng Polyphacon nha. Đây là trứng rồng của em nè. Lấy luôn. Thêm một cái quả trứng rồng mới. Quá xá đã. Được thật sự. Rồi sẵn tiện gần chỗ trứng rồng có ngôi làng thì mình sẽ vô làng luôn á. Mình chắc ngủ nhờ một đêm á. Giờ trời tối mình cũng không dám đi thêm nữa. Đi lỡ xui xui gặp nguyên một đàn quái nó úp sọt thì sao. Tốt nhất là tìm nhà bác nào mà có cái giường á, vô ngủ ké một bữa đi. Nhưng mà trước khi đi ngủ ké thì để mình lút đồ cái đã. Wow, có một cây kiếm gì đây. Kiếm 10 sát thương à. Cây này cũng 10 sát thương. Nhưng mà một trong hai cây thì có hiệu ứng
Two hand tức là khi mình cầm lên mà tay trái mình có cầm một vũ khí khác á thì mình sẽ bị đánh rất là chậm luôn. Không tốt, không tốt. Cái này là vứt nè. Rồi qua đây thử. Hai nhà battle rèn lận. Ồ bên đây thì có một cái anti dota charm. Cái này thì mình có thể loại bỏ được cái độc wither á. Khá là hay nè, đeo vô. Bây giờ mình đã có thể kháng lửa rồi mà còn có thể kháng thêm độc wither nữa. Hợp lý ghê luôn á. Làm pháp sư thì nên có những cái hiệu ứng đó để mình dễ dàng chống chọi lại mấy con quái hơn á. Rồi. Đây là rương đồ ăn thôi. Có giường ngủ không? Ôi cái nhà to này chắc sẽ có giường nè. Ồ, không có giường ngủ luôn à. Ơ kìa. Không có giường ngủ thiệt. Oh my god. Vậy là nhà nào sẽ có cái giường ngủ ta? Nhiều nhà quá cũng chẳng biết tìm nhà nào để ngủ bây giờ luôn ấy. Lấy nguyên cái làng không có cái nhà nào ngủ được sao? Vậy thì hơi vô lý nha. Và thêm hai cái nhà bác thờ ràng nữa. Các bạn có thấy lạ không? Sao ngôi làng này nhiều nhà bác thờ ràng vậy? Nhiều thiệt sự luôn. Ta loot đồ nhiều ta cũng ngại chứ bộ. Cũng có lương tâm của người đi loot đồ chứ bộ. Cho mình một cái găng tay leo trèo. Cái này khi mình đeo vào thì mình có thể leo tường như nhện ha. Cũng hay, cũng hay. Đây. Hợp lý ghê. Rồi và loot nốt cái này luôn đi. Lỡ rồi. Loot là loot cho tới. Và hết rồi. Trời thì mưa mà không có chỗ ngủ buồn ghê á. Ủa. Hèn gì lúc nãy mình vô nhà mình nghe tiếng con nào ngái ngái. Nó ngủ mà nó còn ngái nữa. Trời ơi. Đây là Fully Falcon nhưng mà màu màu đỏ đỏ á. Hình như đây là màu hiếm nè. Được á nhờ. Ui nè 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 nè. Mình thấy cái giường rồi. Ê thấy rồi nha. Phát hiện rồi nha. Chơi mà chơi giấu giường ở trên này. Ngủ luôn. Cái tội giấu giường nè. Về nhà thôi. Phanh lại, phanh lại. Ui da, trời 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 ơi. Chắc phải nâng cấp phanh cho gồng mì quá. Phanh gì là chết luôn á. Rồi, chui vô trong giùm cái. Về tới nhà thì mình sẽ có công việc đầu tiên. Đó chính là đặt cái ngôi nhà khởi đầu thôi. Tại vì mình thiết nghĩ hổm rày mình đã sống ở đây một thời gian rồi. Nó cũng có nhiều kỷ niệm với mình dần rồi đó. Chắc mình sẽ làm một căn nhà ở đây luôn đi. Ruộng giường. Chỗ nuôi bò của mình cũng nằm ở đây rồi. Bắt buộc mình phải làm nhà ở đây thôi. Và mình thấy chỗ này khá là phẳng nè. Nên chắc mình sẽ dùng đây làm cái nơi đặt cái nhà khởi đầu của mình. Mình sẽ ướm nó xuống trước đây. Mình sẽ lựa chọn mẫu nhà trước ha. Mẫu nhà nào vậy nhờ? Ui cái nhà hình cái kim tự tháp này. Cái này nhìn khá là lạ nè. Hơi thấp, hơi thấp. Vậy là phải dời qua đây xíu. Dời qua đây đi. Giờ nhìn có vẻ khít hơn rồi nè. Chơi nhà phong cách kim tự tháp ha. Đây cũng là lần đầu mình sở hữu căn nhà giống như vậy. Mình có thể chọn được cái màu giường nữa. Và các bạn cũng biết mình chọn màu gì rồi đó. Đâu rồi, nó đi hút rồi. Mình sẽ chọn màu hồng nam tính ha. Màu cửa sổ luôn, có được chọn màu cửa sổ luôn nè. Màu trắng đi, rồi xong, xây thôi. Nó. Ái cha cha. Nhìn cũng rất là đặc biệt á chứ, hơi bị nổi luôn. Nhìn phát là biết nhà mình luôn này. Cũng được, cũng được. Nội thất thì sương sương. Có rương đồ cho mình chứa đồ rồi ha. Cũng ổn áp đấy. Quan trọng hơn là có cái giường mới. Rồi, chắc mình sẽ dùng đây làm cái căn nhà mới của mình đi. Trong tương lai thì ở phía dưới á, mình thấy nó cũng khá là phẳng á. Nên nếu mình muốn xây thêm cái gì mình sẽ xuống dưới xây ha. Còn trên đây là cái nơi để mình chứa mấy cái đồ cần thiết của mình thôi. Tiếp theo thì mình sẽ mở nốt mấy cái rương mà mình loot được trong chuyến đi nè. Chuyến đi này mình loot được tới thêm 3 cái rương mà chưa kịp mở. Mở lần lượt nào. Thêm một cây cung màu xanh. Ui một cái quần. Hợp lý, hợp lý. Cái quần sắt của mình gần hư rồi. Ui cái quần này xịn nha. Cộng tới 6 giáp lận.
mặc cái quần mới luôn. Hợp lý. Trời ơi, cái gì vậy? Tính ra mới mở nó luôn á. Ôi nhưng mà cái quần này khác nha. Cái quần này nó cộng tới 10 giáp lận. Oh. Oh my god, một cái quần mà cộng tới 10 giáp lận. Ui, xịn xịn xịn. Quá dữ luôn á. Được được. Không ổn là cái rương epic. Cho mình một cái ổng mới. Ủa cái quần mới rất là xịn á. Tính ra cái chuyến này đi này rất là thành công luôn á. Công nhận. Có mì một phát. Mình đi khám phá nó cũng tự tin hẳn. Nhưng mà chỉ tiếc thay là hôm nay mình chưa có học thêm được nhiều cái phép mới thôi. Toàn là mấy cái phép cấp thường mà cay hơn. Là nhặt thêm được mấy cái quyển sách phép nhưng mà không có học được. Quyết tâm rồi. Bữa nay không được thì bữa sau mình nhất định phải tìm ra cái quyển sách nâng cấp á, để nâng cấp cái gậy phép mình lên thôi. Chứ mình ở cái cấp tập sự này hoài cũng không được. Ok, đó là mục tiêu để trong thời gian sắp tới chúng ta cố gắng á. Nói chung thì hôm nay đi khám phá, mình đang dần nâng cấp sức mạnh lên rồi, để dễ dàng sinh tồn tiếp theo trong những ngày kế tiếp ha. Rồi, và các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong thế giới Pháp Sư Luyện Rồng Cũng Giờ Thi. Bye bye.